Hai các bạn nha, mình anh Thuận Phương xin chào các bạn xem. Như hồi sáng là mình sửa cái máy quạt trên cô dùng móc nha các bạn, làm thành công xong rồi. Bây giờ tiếp tục mình làm tiếp một cái nữa, cũng là trên cô nhưng mà cái đầu nó đầu trước 208. Đây là các bạn, máy đây đấy, máy này đầu cũ và đầu đây đầu nó giật dây nha các bạn. Đấy, đâu đấy, ở dây nha các bạn, cái cơ số này, cơ hồi sáng là mình sửa cái quạt kia là xong xuôi rồi, giờ là cho em nó vàng gấp đó để dành nha. Như cái đây là mình giới thiệu các bạn là cái đây là mình mua nhôm nhựa nha các bạn, mua cái máy quạt đây đấy, không biết nó ra sao đây. Với lại một cái cục đây, motor đây là mình tháo hết rồi, mình lấy cái cục không à, bị dĩ cũ với lại hư đá rồi bể hết, mà mình tháo ra mình đo là giờ mình đo là cái máy này là cái motor vẫn còn ngon nha các bạn, vẫn còn tốt nha. Đây là cũng của hãng Senco luôn, đời thì mình tấm tách nè, nó ngon. Ở đây quạt là cao đấy, là cao hơn là cũng là giật dây nha các bạn, nó giật cái dây á đảo chiều á, nhưng mà đây nó cao hơn ở đây. Rồi hôm nay là mình sẽ phun thì đây ra mình coi nó như thế nào. Bây giờ mua hai món là 60.000 nha các bạn, 60.000 thôi, cục này với cục này đấy. Và dưới bây giờ là mình đo cục này là nó được rồi, chạy cũng ngon này, vẫn còn xài tốt này, thấy là nó đã ngon rồi, thấy là nó đã ngon rồi đấy. Cục này là mình ra mình mua không 80.000 rồi, 80.000 cục này đấy. Đây là dây đồng nguyên chất, thấy nó đỏ rồi đấy, không? Đấy rồi giờ mình sẽ tháo cái này ra coi thử, chứ giờ đây hồi nãy giờ dây giờ cũng thấy gì hết. Rồi mời các bạn theo dõi nha. Xong các bạn rồi. Đây các bạn, nhìn sơ bộ này, xong keo nhân nào cũng thu mua nhôm nhựa này vô nguyên ngâm cứu này, cắt mất hai cái dây giật, cắt luôn dây nguồn, còn dây motor vẫn còn, rồi nó tháo luôn cái tấm tăng luôn nha các bạn. Đấy, đây nè, bây giờ tấm năng nè, đấy cắt tháo luôn nè, tụ còn để lại đấy, tháo lấy tấm năng không, mà mình theo cái mắt thường của mình nhìn nha các bạn. Đấy các bạn thấy không, đây các bạn nhìn thấy dây đồng không, đấy là cái motor đây là đi hộp rồi nha các bạn. Đấy, mấy thường mình nhìn này nè, đây cái dây riêng của nó là đỏ nè. Đấy, nó đỏ nè, đẹp không? Đấy. Ồ, dây này nó ngã vàng vậy là cháy rồi nha các bạn. Đấy, nó mà ngã vàng vậy là cháy đâu. Đấy, cái đây đỏ nè, thấy không? Còn đây nó chưa cháy nè. Còn cái này nó cháy rồi nè. Đấy. Đấy, mình quay gần cho các bạn xem nha. Đấy. Thấy không các bạn, thấy không? Ok chưa? Đấy, mấy thường mình nhìn là thấy rất liền. Đấy. Trên cô đây là lỗ này là đời này nó không có cầu kỳ các bạn ơi, những cái lỗ không thấy cầu kỳ nữa hết rồi. Không, vậy là bây giờ mình mua được cái cọc này đúng từ người tính bằng trời tính. Giờ lấy cọc này sàn qua nguyên bộ cọc này luôn nha các bạn, nhanh gọn vậy. Đấy, bỏ vào luôn nha. Rồi, mời các bạn theo dõi nha. Đấy, mời các bạn theo dõi nha. Chứ 2 thành 1, kia nó cháy motor rồi các bạn, thấy thấy rõ luôn, dây đồng mà nó vàng hết rồi, nó là cháy rồi, hết cứu. Rồi, giờ các bạn theo dõi mình thay thôi nha. Thank you.
Trước tiên mình sàn qua thì cho ít nhớt rồi vô đây cho nó trơn tru nha các bạn. Đây, bạn đo cái này nè nha các bạn. Biết nó sống chết rồi đo này. Điện que chế độ đo ôm nha các bạn. Rồi, trước tiên là cái dòng nào cũng vậy, đo dây điện cho đó trước nha. Đấy, 10 nha, 10 nha các bạn, 10 nha, 7, 700 nha. Rồi, để mì đen luôn. Rồi, dây số nè, còn hay không nè. Đây, xanh là số 1 nè. 0,552 nha. Vàng số 2. Đây, 5519 nè. Đây, 4552 nè các bạn. Là nó từ nhỏ tới lớn không? Không. 553 nè nha. Nhỏ lại chút nè, 519 nè. Không. Thấy chưa? 452 này đấy. 1 2 số 3. Đây xì, rồi ok, motor là rất ngon. Thank you.
Rồi. Rồi, mình đã đấu đồ xong hết rồi nha các bạn. Đây nè. Đấy, xong hết rồi, số xong hết rồi. Luồn đây xong hết rồi nha các bạn. Vừa qua cục này nguyên bộ rồi. Giờ có lắp tít, lắp lá, lắp đuôi nữa. Cánh nữa xong nha các bạn. Giờ mình test thử nha. Thưa Đồng Phương.